hay có video được quảng cáo được cái đến chứ không biết là anh chính à? chắc cũng được thôi, hên xui. Mình được năm rồi đó hả? Hơn rồi chứ. Vừa qua là Hà quay là đủ đơ luôn. Hà đứng Hà đứng là để coi. Ôi, chú chứ. Hà đứng là tới hết nha. 45 phút á. Đi không được rồi. Mình sẽ uống ra. Qua quay với mày là phim Ấn Độ á, quay chậm á, thế là chị á làm chậm á, vì cái nó làm nhanh không đã, vì muộn đã mà. Quay xong là đi luôn đó. Đó nè em, hay vô đăng đồ trong trong bay á. Ờ, như em đâu có phải. Có Hà vô thôi chắc biết.
Dạ, quên cho lên máy bay đúng không? Chưa. Mày quên rồi. Cái iPhone của chị Loan giờ gì đây, cái hộp gì đây, iPhone 7 nhỉ? iPhone cũ cũ trong cái hộp này là chúng dùng nữa, đây iPhone 7. Phần iPhone nào 5 à? ta? Xíu xíu á. À, năm. iPhone 12 ra ra kiểu đó. Cái khuôn viên kiểu đó. Khuôn viên kiểu đó đẹp lắm. Cái viên. Cái khuôn nhanh nó rộng đấy. 12 là có mấy mắt? Chắc 4 mắt thôi. Nó chưa có thông tin cụ thể. Nó viên, kiểu đó. Có màn hình nhỏ kiểu đó, 5.4 nhất. Tháng mấy rồi? Tháng 10, Chắc gần tới chị mới mua. con hay mày ra là chị mua mày hả? Ba máy thì máy quay rồi không nhớ. Vậy còn hay mày cái này. Còn hai máy. Chù. Xịt mũ xuống như này luôn. Thì mày mua là 34 thôi đó. À đúng rồi, cỡ nữa đó. Do chị mua 500 mấy ghi rồi nó cao hơn nữa. Trước mà còn đại bộ nhớ nữa. Kinh khủng thiệt. Cái máy tính là bao nhiêu dung lượng là nhiều không mày? Này em à, Ừ. 2.700 á, À. tổng cả máy là 2.000. Mua cho lần lần mà dùng ra sai ra sữa mỗi thì thực mày vừa lại nó đầy lại một mất công
phút rồi hả? 13. Ráng đủ 15. Ủa, Hương Hà đi chợ rồi hả? Chị nhắn rủ em mà. Hay là My ở nhà đó.
cho chị xí bông cho lên máy bay chưa? Cho lây là không cho súng mà ít khi nhớ nhớ cho lên chứ không nhớ cho xuống, có lây phải có súng chứ. Hồi sáng tự nhiên máy tắt nguồn tắt nguồn tự cài đặt cái chi cập nhật nữa. Ừ, nhập phiên bản mới gì chị. Tự cập nhật luôn mới kinh kìa. Cái nó tắt quảng cáo chưa? Em chưa coi. Kênh số mấy? À quên, bây giờ số mấy? Nãy bên nó nhiều rồi anh. Dạ. Nặng hết rồi mới kêu. Còn thì chú bông tại chi mà nhìn mưa sợ. Bên em nặng xong rồi. Còn đang nặng đúng không? Dạ. Quay mới coi. Video như 12 với 13 vậy đó là đã. Nghe không đã máy gì. Kim ngắn khó quay vậy. Kiểu cây kim cầm ngắn quá kìa. Mà có bảo không trời.
Tháo mặt nó đi.